Kính thưa quý vị, Đăng Hà là xã xa nhất của huyện Bù Đăng, cách trung tâm huyện hơn 50 km. Kinh tế nông nghiệp chiếm hơn 90%, chủ yếu là trồng lúa nước và hoa màu ngắn ngày. Toàn xã có hơn 500 hecta đất trồng lúa, nhưng có đến 1 phần 3 diện tích trồng lúa một vụ vì thiếu nước tưới. Địa phương này đã được đầu tư xây dựng hệ thống kênh thủy lợi, nhưng về mùa khô vẫn thường xuyên thiếu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân do một số đoạn kênh xây dựng chưa hợp lý, không thể dẫn nước tới cánh đồng. Một số đoạn và máy bơm nước hư hỏng nặng, chưa được khắc phục sửa chữa, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Gia đình ông Triệu Xuân Hiến canh tác 6.000 m2 đất trồng lúa vì thiếu nước tưới về mùa khô nên mỗi năm chỉ làm được hai vụ lúa. Điều nghịch lý là mảnh ruộng chỉ cách đường canh thủy lợi hơn 100 m nhưng nước vẫn không dẫn tới nơi. Việc canh tác lúa của gia đình ông chỉ biết trông chờ vào thời tiết. Vụ lúa thứ nhất trồng vào mùa mưa, còn vụ thứ hai Ông khiến phải lấy nước bầu dẫn vào ruộng lúa. Đây là mạch nước ngầm chảy ra từ khe đá của các ngọn đồi. Nếu không có nguồn nước này thì ruộng phải bỏ hoang vì thiếu nước tưới. Mỗi vụ ông thu hoạch được 3 tấn lúa, sau khi trừ chi phí còn khoảng 10 triệu đồng. Tuy không thể làm giàu nhờ lúa, nhưng ông cũng không thể bỏ nghề. Vì trồng lúa giúp cả gia đình không phải mua gạo ăn hàng tháng, nên ông khiến rất mong có nguồn nước tưới để thâm canh tăng vụ. hiện nay tám à, ruộng của tôi là um, cao hơn cái canh mương hay, làm lúa được chủ yếu là nhờ nước mưa là chính Đấy, bây giờ là mong muốn là đảng và nhà nước có là à, quan tâm đến bà con chúng tôi để có là à, khắc phục con kênh để chúng tôi làm lúa thì có nước tưới hay, còn mùa một thì chủ yếu là nước mưa hai mùa hai thì nhà, chủ yếu là phục vụ cái nước bầu chảy ra đấy, mấy nhà bà con có à, dòng mương ở đây đấy là trong bầu chảy ra đấy là anh em thử đi đào mà lấy nước ra để mà làm lúa tưới tiêu những người dân cho biết hệ thống kênh mương thủy lợi ở xã Đăng Hà xây dựng gần 20 năm nay. Tổng chiều dài tuyến kênh chính và kênh nhánh là 17 km, nhưng chỉ có khoảng 7 km đang sử dụng hiệu quả, còn lại là hư hỏng, nguồn nước chưa dẫn tới điển hình như một đoạn kênh nhánh nhỏ tại tổ 3 thôn 3, từ lúc xây dựng xong đến nay bị bỏ hoang. Thiết kế tuyến kênh chưa phù hợp, không thể dẫn nước tưới. Do bị bỏ hoang lâu ngày nên nhiều đoạn kênh đã bị vùi lấp, cỏ mọc um tùm. Đường kênh chính ở vùng trũng thấp trong khi kênh nhánh cao hơn không thể dẫn nước tới toàn bộ cánh đồng. Tuy có đường kênh thủy lợi nhưng những cánh đồng ở khu vực này chỉ trồng lúa một vụ. Việc sản xuất nông nghiệp trồng lúa của người dân gặp nhiều khó khăn vì chỉ trông chờ vào thời tiết, người dân cho rằng nhiều nơi còn thiếu nước trong khi kênh thủy lợi bỏ hoang rất lãng phí. Hiện tại giờ là cái đoạn mương này là đúng là từ ngày nào bây giờ là gần như không có sử dụng được. Nên là chúng tôi cũng muốn kiến nghị là các cấp chính quyền là quan tâm mà coi như là uh, tạo dựng một cái đường mương mới hoặc là sửa chữa làm sao để cho nhà bà con được sử dụng trên đường mương này. Thì tôi nhìn nhiều nơi thì cái đường mương có thể nó phải lên trên 30 phân và cái chiều cao nó 50 hoặc 60 gì đó thì coi như là đa số tôi thấy kênh mương của các nơi khác là như vậy nhưng mà ở đây thì tôi thấy cảm nhận là hơi nhỏ. Mương nhánh thì nó phải nằm đạt làm sao phải được trên 30, 35, 40 thì coi như là cái lượng nước dẫn đi thì nó mới thứ nhất lưu lượng nước đó nó sẽ chảy nhanh và nó đỡ tốn về cái 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 lượng nước ép đó. nó chảy nó mạnh và coi như là dân người ta lấy nước cũng nhanh mà đầu bơm thì nó cũng đỡ bị ép, đỡ bị phá mương. Do thiết kế kênh thủy lợi nhỏ và thấp, nhiều đoạn nước không được dẫn đến khu vực xa mà chảy tràn ra các cánh đồng xung quanh. Năm 2014, một đoạn kênh thủy lợi tại thôn 4 đã được sửa chữa, chắp phá, xây cao thêm để dễ dàng dẫn nước tới đồng ruộng. Chẳng được bao lâu, những đoạn đường này cũng bị hư hỏng nặng. Vì vậy, nước kênh thủy lợi thường xuyên chảy tràn, làm ngập ruộng của những hộ dân xung quanh còn cánh đồng ở xa thì lại thiếu nước tưới. Mỗi năm, bà Nông Thị Đoán ở thôn 4, xã Đăng Hà trồng 3 vụ lúa. Với 7.000 mét vuông đất, mỗi vụ thu về khoảng 4 tấn. Sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 13 triệu đồng. Năm nay, bà phải bỏ hoang 1.000 mét vuông đất sụa ngập nước để chuyển sang nuôi vịt. Bà Đoán rất mong có nguồn nước tưới để có thể duy trì 3 vụ lúa trong năm. Mỗi lần bơm nước về thì chỗ này nó nó hư thì nó tràn xuống đây hết còn còn dẫn theo cái thay theo, theo canh mương là rất ít ở khu dưới thì không có tràn vào khu cánh đồng này là là ngập hết cả cánh đồng này mỗi năm thì phụ thuộc vào cái 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 thu nhập của lúa là mỗi năm thì có thu được cỡ 4 tấn thế này ấy nhưng mà bây giờ thì công lúa giống thì cũng đắt con cày bừa cũng đắt công cắt cũng đắt thì bây giờ dân chúng tôi sống rất là khó khăn thì mong được đảng và nhà nước là khắc phục lại canh mương cho để chúng tôi sản xuất thì nhân dân mọi người được an tâm hơn. Không chỉ hệ thống canh mương chưa được cải tạo sửa chữa mà các nhà máy bơm của trạm bơm Đăng Hà cũng thường xuyên hư hỏng. Năm 2006 trạm bơm được đưa vào sử dụng lấy nước từ sông Đồng Nai cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn do hệ thống kênh thủy lợi hư hỏng nên nước chỉ dẫn tới hai vùng tại thôn 3 và một vùng tại thôn 4. Hệ thống máy bơm được chia làm hai tổ máy. Tổ máy chìm có 3 bơm nhưng chỉ có một máy đang hoạt động, còn hai máy hư chưa sửa chữa. Tổ máy bơm nổi hoạt động tốt nhưng về mùa khô mực nước sông xuống thấp, ống hút không hút được. Theo lịch cấp nước, cách một tuần trạm bơm hoạt động một lần thông qua hệ thống canh thủy lợi dẫn nước vào cánh đồng. Thời gian hoạt động từ 3 đến 4 ngày, mỗi lần bơm khoảng 10 tiếng đồng hồ. Tình trạng máy bơm nước hư hỏng kéo dài nhiều năm, đến nay trạm bơm Đăng Hà vẫn chưa khắc phục sửa chữa kịp thời. Vì vậy, về mùa khô thường xuyên thiếu nước tưới cho cây trồng, nhất là cánh đồng lúa. À, trạm bơm Đăng Hà thành lập từ năm 2016. Tới nay thì uh, có hai tổ bơm, tổ bơm uh, ly tâm là bơm nổi thì có hai bơm hoạt động tốt. Tuy nhiên thì nó có cái nhược điểm là đến mùa khô thì cái lượng nước ở sông Đồng Nai nó thấp nên bơm không đủ nước cái bơm chìm có ba bơm thì hiện nay có một bơm đang hoạt động còn hai bơm thì đã hư và gửi về công ty sửa thì chưa xong trạm bơm đang hài mỗi năm là phục vụ được ba vụ ba vụ thì mỗi vụ khoảng chừng 70 mươi hectare trong đó thì lúa là 61 mươi còn như là rau màu có một số cái điểm thì nước nó không tới được do là xung quanh đó là có một số cái kênh thì nó thấp hơn ruộng và có một số thì nó kênh nó bị hư thì nước tràn ra ngoài nên là bà con chưa lấy được nước nó cũng tồn tại cũng lâu rồi. Đề nghị các cấp lãnh đạo thì có những cái chủ trương khắc phục những cái nhược điểm tồn tại của trạm bơm, thế như, bơm rồi những như kênh mương để cho bà con lấy nước được thuận tiện. Hiện nay toàn xã Đắc Hà có hơn 3.500 hecta đất nông nghiệp, chủ yếu trồng các loại cây cao su, điều, cà phê, cây ăn trái, lúa và hoa màu ngắn ngày. Trong số đó diện tích trồng lúa hơn 500 hecta, phần lớn sản xuất lúa từ 2 đến 3 vụ, còn lại phụ thuộc vào thời tiết. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, bà con địa phương đã nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp sớm nâng cấp cải tạo hệ thống canh bương, đầu tư sửa chữa máy bơm nước. Tuy nhiên, đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có sự phản hồi cụ thể. Với uh, tổng uh, hệ thống uh, đường canh bương chính và canh bương phụ là chiều dài 17 km. Nhưng thực tế thì khi mà đưa vào vận dụng thực hiện thì chỉ còn uh, đưa vào sử dụng có hiệu quả hơn uh, gần gần 7 km tức là là gần được một nửa để đưa vào sản xuất cho bà cung ứng nguồn nước cho bà con nhân dân sản xuất và sinh hoạt. Về đề xuất kiến nghị của địa phương là mong muốn sắp tới thời gian tới thì các ngành các cấp quan tâm việc đầu tiên là sửa chữa xây dựng lại cái trạm bơm để máy bơm có thể hoạt động hết công suất đưa vào phục vụ bà con nhân dân. Việc thứ hai là hệ thống kênh mương đề nghị là không phải sửa chữa nữa mà xây dựng lại áp dụng xây dựng một hệ thống kênh mương khoa học nâng nổi lên cho mặt nước không chứ không phải là đi âm dưới đất như thế này để khó cho việc bà con nhân dân lấy nước. Căn cứ nghị quyết số 11 ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020, giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Bù Đăng được sao làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống canh mương tưới tiêu cho cánh đồng Đắc Hà. Theo chủ trương đầu tư, dự án có quy mô xây dựng một hồ chứa nước diện tích là 10 hectare, và 2 km kênh dẫn dòng, tổng mức đầu tư là 75 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng làm tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Theo đó, huyện đề nghị điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án hệ thống kênh mương tưới tiêu cho cánh đồng đặc hà là 200 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục đập chứa, đập tràn kênh tưới tiêu, đường giao thông quản lý, xây mới và nâng cấp trạm bơm, xây mới hệ thống canh mương đã xuống cấp, không còn phù hợp dẫn nước. Nếu được tỉnh phê duyệt, huyện sẽ tổ chức làm trong thời gian sớm nhất để phục vụ nước tưới cho các cánh đồng lúa và sản xuất nông nghiệp tại Đăng Hà. Nhiệm kỳ của 2021 26 thì hiện nay tỉnh cũng có đã có cái chủ trương làm cái hệ thống tưới tiêu của kênh mương Đăng Hà. Thì hiện nay huyện cũng đang cho các cái nhà nghiên cứu để tư vấn thì qua nghiên cứu thì hiện nay cũng tập trung để tất cả các hộ có nước trong cái mùa khô để phục vụ lúa thì phải cần cái vốn đầu tư lớn nhưng mà hiện nay là tỉnh thì cái vốn cũng hạn chế do đó thì lãnh đạo huyện đang cũng đang kiến nghị để tập trung là tỉnh hỗ trợ vốn để đầu tư cái hệ thống kênh mương cho cái việc phục vụ nước tưới tiêu cho lúa đăng hà Thời gian qua, tuy chi phí giống, nhân công, giá vật tư phân bón tăng cao, nhưng nhiều hộ gia đình ở Đắc Hà vẫn quyết tâm bám trụ với cây lúa. Với người dân ở đây, họ trồng lúa không chỉ vì bảo đảm nguồn lương thực cho gia đình, mà còn muốn nâng cao thu nhập từ cây lúa. Do vậy, việc xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Đắc Hà, xây dựng nâng cấp trạm bơm là rất cần thiết để cung cấp nước tưới cho việc phát triển cây lúa. Xa hơn nữa là hình thành vùng chuyên canh lúa gạo sạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hướng đến xây dựng bền vững thương hiệu gạo đặc hà